Các bạn đang xem kênh đồ chơi robot. Ngày nghỉ nhóm ô tô rủ nhau chơi trốn tìm. Mới vòng đầu ô tô đã phải làm người đi tìm rồi. Anh chàng ướp mặt vào cục và bắt đầu đếm ngược. Ba ô tô còn lại thì chạy đến trốn. 1, 2, 3, 4. Ô tô vàng thì trốn được vào trong cái thùng. Xe địa hình đỏ thì đút sau cái ngõ nhỏ. Ô tô trắng thì chạy xa hơi, đi vào trong hang động. Ô tô đỏ lúc này bắt đầu chạy đi tìm. Hello. Để xem ai đang trốn trong cái thùng kia vậy cả. Robot đỏ bắt được ô tô vàng đầu tiên. Anh lại chạy đi tìm người tiếp theo. Ô tô địa hình cũng không thoát được kiếp bị bắt sống. Chỉ còn lại ô tô trắng. Anh chạy thẳng vào hang động. Ô tô đó chạy khắp hang động nhưng vẫn chưa thấy ô tô trắng đâu cả. Đợi ô tô đỏ đi khuất, ô tô trắng mới chạy ra ngoài. Ai ngờ anh đụng phải Megatron đang gặm cỏ ven đường. Thôi hết rồi, lần này chạy đằng trời. Ngay lúc Megatron sắp ngoạm đầu cậu thì ô tô chạy tới. Anh chàng rút súng bắn cho Megatron bay ra ngoài. Cuối cùng nhóm ô tô đỏ đã tìm được hết các ô tô rồi. Bye bye. Cuộc thi siêu robot đầu tiên là Big Bang Hà Nội Optimus Dream. Tiến vào sân là thí sinh thứ hai. Anh tên là Barricade. Nguyên bản anh là một chiếc xe cảnh sát màu đen. Cùng xem hai thí sinh này thi đấu với nhau thì ai sẽ giành chiến thắng nhé. Mới mở màn, Optimus đã cho Barricade một cú đá thẳng mặt. Tiếp theo là các cú đá liên tục làm Barricade không kịp đỡ. Cuối cùng chốt hạ là một phát thụi vào bụng. Optimus Dream đã giành chiến thắng ở vòng thi đầu. Lượt thứ hai là Iron 2 và Bumblebee thi đấu với nhau. Hai bên không đấu tay không nữa mà dùng súng. Để coi ai bắn giỏi hơn nào. Iron 2 đã xuất sắc giành chiến thắng rồi. Vậy là Iron 2 và Optimus sẽ gặp nhau ở vòng chung kết. Vẫn
dùng cách cũ. Vừa vào trận, Optimus đã đá bay súng của Iron Hai khiến anh không kịp trở tay. Tiếp theo đó là các cú đấm liên tục giả vào mặt và kết thúc bằng một cú thụi vào ngực quen thuộc. Xin chúc mừng nhau vô địch năm nay, Optimus Dream. Optimus Dream chiến đấu với Venom. Tên xe tăng lặng lẽ tiến vào trong thành phố robot. Hắn bắn phá hết mấy chiếc xe đang đổ bên ngoài. Optimus cùng đồng đội lập tức xông tới. Tên xe tăng bắn liên tiếp về phía họ. Chiếc xe đi đằng trước bị bắn bay, chỉ còn lại một mình Optimus chiến đấu với tên xe tăng. Optimus rút kiếm tấn công liên tục. Tên xe tăng tránh né dễ dàng, còn tấn công ngược lại Optimus. Kết quả, Optimus bị đánh cho ngất đi. Rất lâu sau Optimus mới tỉnh lại. Cậu quyết định xông thẳng vào chỗ ở của Venom. Tên Venom xông tới muốn vồ lấy Optimus. Optimus vừa sợ run run vừa tránh né móng vuốt của Venom. Optimus bị Venom dồn đến chân tường. Hắn xách Optimus lên như xách con gà. Anh vứt quả ớt ra nhét vào mồm Venom. Venom bị ăn cay mà thả Optimus ra. Nhân cơ hội, anh rút kiếm đâm thẳng vào Venom làm hắn ngã gục. Optimus chạy vào trong phòng lấy viên thuốc tăng lực. Vừa uống vào anh liền biến thân. Xong tới chỗ tên xe tăng, anh dễ dàng giải quyết hắn ta. Hai ô tô đang đi chơi thì phát hiện ra một quả bóng ở giữa đường. Hai đứa nhìn nhau rồi biến về dạng robot. Có bóng mà không đá thì hơi bị phí. Hai đứa đá qua, đá lại, đá văng lên cây quạt lớn trong phòng. Và thế là cuộc đời bế tắc. Chiếc quạt thổi vù vù. Gió mạnh tới mức thổi bay hai đứa robot bay dính lên tường. Gió to thổi bay cả đồ vật trên đường. Robot đỏ thì bị dính bùn đất lên mặt. Robot xanh thì may mắn hơn, lại được bón kẹo tận mồm. Cùng là robot sao mà khác nhau đến thế. Người ta hay nói đã đen thì đen đủ đường. Đao, kiếm các kiểu cứ phi ầm ầm về phía robot đỏ. Robot thì chỉ việc há mồm đón thức ăn bay về phía anh. Robot đỏ tức quá nên rút cái kiếm bên cạnh tận cho robot xanh một trận. Robot xanh rút súng bắn trả. Hai đứa cứ như chó với mèo. Robot xanh bắn nhiều quá làm robot đỏ văng ra ngoài. Và thế là cuộc sống của robot xanh chán nhất từ đây. Robot đỏ phát quả búa to vải chưởng đặt trước quạt mái. Xin vĩnh biệt robot xanh nhé. Robot đi trộm vàng. Robot đỏ vừa tìm được một viên đầy vàng, đang hí hửng chuẩn bị ôm vàng rời đi thì bị thằng robot xanh đứng rình bên cạnh đánh cho một cái. Sau khi kéo robot đỏ vào ngõ nhỏ, robot xanh suýt xòa bên viên vàng. Lúc này, ở trong ngõ, robot đỏ bị sét đánh tỉnh dậy. Robot xanh thì hụt đẩy cái hòm đi thì bị chặn lại. Thì ra là robot đỏ đang nằm bò ra đường chặn lối đi. Hai robot giành nhau chiếc gương vàng. Robot xanh đá vai robot đỏ vàng tường.
Robot đó bật dậy chạy tới chỗ gương vàng thì robot xanh đã nhảy lên nóc nhà. Robot đỏ mở gương ra thì còn cái nịch. Ngó lên thì thấy thằng robot xanh đội mũ vàng đung đưa chân. Cái thằng này mày tới số rồi nha. Robot đỏ vừa chửi vừa kéo robot xanh xuống. Optimus Beka Megatron. Thời gian thấm thoát thơ đưa, lại đến ngày Optimus và Megatron chiến đấu với nhau rồi. Lần này hai đứa chơi trò kéo búa bao cho lành mạnh, nhưng có vẻ không lành mạnh lắm khi đập nhau như đập tỏi. Tham lam. I'm sorry. Còn cái nịt. Này. Búa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Optimus hôm nay hơi xui nên cứ thua hoài. Anh bị đánh trâu đầu. Đến ván cuối Optimus cũng vất vát được. Anh đánh vỡ đầu Megatron luôn. Hôm nay lại là một ngày bận rộn của các cảnh sát. Họ nhận được tin có tên tử tù chạy trốn nên vội vàng chạy đi bắt tên đó lại. Các xe cảnh sát nối đuôi nhau đuổi theo. Lúc này, anh cảnh sát nằm đang đuổi theo sát nút xe của tên tử tù. Hai xe đuổi theo nhau cả một đoạn đường dài, cuối cùng cũng dừng lại. Chiếc xe của tên tù nhân biến về dạng robot. Chiếc xe của anh cảnh sát cũng biến về dạng robot. Hai bên quyết định cận chiến với nhau. Robot tiến ra tay trước đấm lui tên robot đỏ. Đừng thấy đỏ mà tưởng chính. Tên robot chẳng hề hứng gì, hắn ra tay phản kích lại. Chỉ bằng một cú đã làm cho robot tiến nằm bẹp không dậy được. Lúc này đội quân ô tô cảnh sát cũng chạy tới nơi. Oh no. Tất cả thấy robot tím nằm im ở đó thì cùng nhau biến thân. Các ô tô hợp thể thành một siêu robot cực lớn. Tên robot đỏ thấy vậy thì lao tới. Hắn đấm túi bụi lên người siêu robot. Nhưng hành động đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Siêu robot lúc này mới ra tay. Anh đấm vài phát khiến tên robot đỏ nằm sấp luôn. Cuối cùng đội quân cảnh sát đã bắt được tên tử tù chạy trốn. Lego và khủng long là đôi bạn thân thiết. Cả hai cùng ăn cùng uống, cùng chơi cùng ngủ với nhau. Tối một ngày, khi cả hai đang chơi bóng với nhau thì khủng long bị tên Lego tím bắt đi mất. Lego nhìn thấy lời thách thức hắn ta để lại mà tức điên người. Tên Lego tím chở khủng long về căn cứ của hắn. Hắn vừa điều chế ra một loại thuốc khiến khủng long trở nên hung ác. Hắn định dùng chính khủng long đi tiêu diệt Lego. Đúng là một kế hoạch âm hiểm. Lego chạy tới nơi của tên Lego tím. Hắn thả khủng long đã bị biến dị ra. Lego không nhận ra đó là khủng long mình nuôi nên tấn công nó. Cả hai xông vào đánh nhau thừa sống thiếu chết. Khi Lego đánh vào cái khủng long làm nó ngã xuống, thì Lego mới nhận ra đây là khủng long của mình. Lego đã bị trúng kế của tên Lego tiếng xấu xa mất rồi. Anh quay lại bắn hạ hắn ta rồi chở khủng long đi bệnh viện.
Cảm ơn mọi người đã xem hết tập phim này. Hẹn gặp mọi người ở các tập phim tiếp theo.